Giê-xu hóa bánh ra nhiều. Gioan chương 6 từ câu 1 đến câu 15. Sau đó, Đức Giê-xu sang bên kia biển hồ Ga-li-lê, cũng gọi là biển hồ Ti-bê-ri-a. Có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giê-xu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giê-xu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip-phê, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philip-phê đáp, thưa, con mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Giê-xu nói, anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giê-xu cầm lấy bánh, xưng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-xu làm thì nói, hẳn ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giê-xu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Có người coi tôn giáo như một thứ duy tâm, duy linh. Chỉ để ý đến chuyện linh hồn, chuyện đời sau, mà hững hờ với cái đói, cái no của thân xác, với chuyện cơm áo thường nhật. Kitô giáo hẳn không phải là thế. Đức Giê-xu, con Thiên Chúa, đã khai mở nước Thiên Chúa trên trần gian. Không phải chỉ bằng việc rao giảng như một thầy dạy, mà còn bằng việc chữa bệnh thân xác như một thầy thuốc. Ơn cứu độ do Ngài mang lại có tính toàn diện, cả xác lẫn hồn. Và ơn cứu độ ấy đã bắt đầu ngay từ đời này rồi. Trong mùa phục sinh, giáo hội cho ta nghe đọc chương 6 của tin mừng Gioan. Bởi lẽ chương này nói về Đức Giê-xu là bánh hằng sống, bánh ban sự sống. Chương này khởi đầu bằng phép lạ hóa bánh ra nhiều. Phép lạ diễn ra ở bên kia hồ Ga-li-lê. Vào mùa xuân, cỏ mọc xanh mướt. Đám đông đến với Đức Giê-xu đang ở trên núi với các môn đệ. Tất cả bắt đầu bằng câu hỏi bất ngờ của thầy Giê-xu. Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Câu trả lời của hai ông Philip-phê và Andre thật đáng thất vọng. 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ mỗi người một chút. 5 cái bánh lúa mạch và 2 con cá khô thì thấm vào đâu? Thank you.
nhưng Đức Giê-xu lại cần 5 cái bánh và 2 con cá đó. Ngài đón nhận sự đóng góp của con người, dù là rất nhỏ mọn. Nhỏ mọn nhưng là tất cả những gì tìm được ở chốn hoang vu này. Không có sự đóng góp của một em bé, không chắc phép lạ đã xảy ra khi mọi người đã ngồi trên cỏ theo lệnh các tông đồ. Đức Giê-xu cầm lấy bánh, tạ ơn và phân phát cho họ. Chắc các tông đồ đã giúp Ngài phân phát đến tay dân. Chính khi bẻ ra để phân phát thì bánh và cá hóa nhiều. Chúng ta không hiểu được điều gì đang diễn ra. Mầu nhiệm chia sẻ vẫn làm chúng ta ngỡ ngàng, sửng sốt. Chia sẻ là biến điều ít ỏi ta đang có trở thành kho báu vô tận cho mọi người. Chia sẻ làm chúng ta chẳng phơi đi, nhưng còn mãi. Hơn 5.000 con người đã được ăn tùy ý, được no nê, được dư thừa. Gần 1 tỷ con người sống trên trái đất hôm nay cũng mong được như vậy. Đức Thánh Cha coi việc liên đới chia sẻ như một cách thức để thoát ra khỏi nạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ước gì việc chúng ta chia sẻ tấm bánh thánh trong nhà thờ giúp chúng ta tiếp tục chia sẻ những tấm bánh vật chất ngoài cuộc sống. Lạy Chúa, đây là ước mơ của con về thế giới. Con mơ ước tài nguyên của cả trái đất này là thuộc về mọi người, mọi dân tộc. Con mơ ước không còn những Lazaro đói ngồi ngoài cổng, bên trong là người giàu yến tiệc linh đình. Con mơ ước mọi người đều có việc làm tốt đẹp, không còn những cô gái đứng đường hay những người ăn xin. Còn mơ ước những người thợ được hưởng lương xứng đáng, các ông chủ coi công nhân như anh em. Còn mơ ước tiếng cười trẻ thơ đầy ắp các gia đình, các công viên và bãi biển đầy người đi nghỉ. Lạy Chúa của con ước mơ một thế giới đầy màu xanh, xanh của rừng, xanh của trời, xanh của biển và xanh của bao niềm hy vọng, nơi lòng những ai ham sống và ham dựng xây. Nếu Chúa đã gieo vào lòng con những ước mơ thì xin giúp con thực hiện những ước mơ đó.
Ngày 12 tháng 4, Thánh Giuse Muscati. Thánh Giuse Muscati sinh ngày 25 tháng 7 năm 1880 tại Benevento, nước Ý. Thánh nhân là con thứ 7 trong gia đình có 9 người con. Thân phụ của Giuse Muscati là thẩm phán ở Napoli. Vì vậy, cả gia đình đã chuyển đến sống ở đó. Khi Giuse lên 12 tuổi, người anh trai Abeto của ngài bị té ngựa. Thoạt đầu, gia đình hy vọng chữa trị được, nhưng tình trạng của cậu dần dần trở nên xấu hơn. Giuse Muscati trải qua nhiều giờ rảnh rang bên giường của anh mình. Ngài cũng có mặt ở đó khi anh Abeto qua đời. Cái chết của người anh trai đã gây cho Giuse Muscati sự xúc động sâu sắc. Ngài xin Đức Chúa Giêsu đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể và mẹ Maria giải đáp. Đau khổ phải có mục đích của nó. Giuse Muscati cũng thử tìm đến với những phương dược chữa trị chuyên môn. Qua những phương thuốc tối hảo nhất, Giuse Muscati nhận thấy trong cuộc đời này chúng ta đang hành trình đến sự sống vĩnh cửu. Vì vậy, chúng ta có bổn phận phải giúp đỡ tha nhân và phục vụ họ, đang khi chúng ta cùng nhau hành trình. Giuse Muscati phân vân do dự và đã cầu nguyện cho biết phải làm gì với cuộc đời của mình. Rồi Giuse quyết định muốn đóng góp chút tài lực để chữa trị nỗi đau khổ thể lý của con người. Ngài sẽ trở thành bác sĩ. Năm lên 23 tuổi, bác sĩ Muscati bắt đầu công tác tại bệnh viện, chuyên chữa những bệnh nhân nan trị ở thành phố Napoli. Sau đó, ngài mở một phòng mạch tư. Hết mọi bệnh nhân đều được tiếp đón, dù họ có thể hoặc không thể hoàn trả phí tổn. Muscati ghi toa thuốc cho những bệnh nhân nghèo, rồi trả tiền thuốc bằng chính tiền túi của ngài. Mỗi ngày trải qua thật dài và vất vả, nhưng bác sĩ Muscati vẫn kiên nhẫn dịu dàng và sống bao dung quảng đại. Ngài cố gắng chăm chú lắng nghe các bệnh nhân. Ngài khuyến khích họ và cầu nguyện cho họ. Không chỉ là bác sĩ ưu tú, mà Muscati còn là một người thánh thiện. Làm sao ngài làm được điều đó? Mỗi sáng, Giuse Muscati đi tham dự thánh lễ và dùng thời giờ đọc kinh nguyện. Rồi ngài thăm viếng những người nghèo khổ, đau ốm, sống trong những khu nhà ổ chuột của thành phố Napoli. Sau đó, ngài tới bệnh xá và bắt đầu các phiên trực của mình. Giuse Muscati đã làm việc và cầu nguyện cho các bệnh nhân của ngài suốt 24 năm. Ngài đã dốc đổ hết sức lực cho ơn kêu gọi của đời ngài. Vào trưa thứ tư ngày 12 tháng 4 năm 1927, bác sĩ Muscati cảm thấy yếu mệt. Vì vậy, ngài đã tới phòng mạch của mình và ngồi nghỉ trên chiếc ghế bành. Tại đó, ngài bị chứng đột quỵ và tắt thở, hưởng dương 47 tuổi. Bác sĩ Giuse Muscati được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc hiển thánh ngày 25 tháng 10 năm 1987. Chúng ta hãy khẩn nài Thánh Giuse Muscati giúp chúng ta sống tử tế, lương thiện và giàu lòng thương cảm. Chúng ta cũng hãy nài xin Thánh Nhân dạy chúng ta biết quý trọng thánh lễ và yêu mến mẹ Maria như ngài. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và mẹ Maria.